Thưa quý vị, chương trình truyền hình thứ năm 27 tháng 3 trên kênh 7 gồm có những tiết mục sau đây. 5 giờ 5 phút chiếu phim truyền ý luật sư bào chữa tập 22. 6 giờ phim hoạt hình Toon Disney. 6 giờ 30 phút chào ngày mới. 7 giờ nhịp sống Sài Gòn kiến trúc tôn giáo ở Sài Gòn. 7 giờ 20 phút ngày chủ nhật của em. 7 giờ 50 phút kịch thiếu nhi ngang như cua. 8 giờ 20 phút em yêu khoa học hiện tượng tự nhiên. 8 giờ 35 phút chuyện lạ bốn phương. 9 giờ xây dựng thương hiệu mạnh tính hệ thống trong chiến lược tiếp thị. 9 giờ 25 phút phim truyện Việt Nam cỏ lông trong tập 17 và 18. 10 giờ 50 phút du lịch vòng quanh thế giới nước Anh. 11 giờ 20 phút tạp chí quần vợt. 12 giờ chiếu phim truyện Hàn Quốc tình yêu và sự dối trá tập 1 và 2. 13 giờ 45 phút giai điệu bốn phương. 14 giờ 30 phút chiếu phim truyện Trung Quốc chuyên án đặc biệt tập 14. 15 giờ 20 phút thế giới giải trí. 15 giờ 40 phút khoa học và đời sống vẻ đẹp vĩnh cửu. 16 giờ thế giới đó đây những phong cảnh của thế giới. 17 giờ chiếu phim truyện Đài Loan chuyện nàng Hiểu Huệ tập 4 và 5. 18 giờ bản tin kinh tế. 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo. 19 giờ những người bạn nhỏ. 19 giờ 30 phút ai nhanh hơn. 19 giờ 50 phút tin thế giới. 20 giờ chương trình hát với ngôi sao. 21 giờ chinh phục đỉnh Everest. 21 giờ 10 phút ký sự quyền bí sông Hằng. 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam tình yêu pha lê tập 14. 22 giờ 15 phút tin trong nước. 22 giờ 30 phút chiếu phim truyện Hồng Kông Long Phụng Hòa Duyên tập 13. 23 giờ 20 phút sức khỏe gia đình. 23 giờ 50 phút tin cuối ngày, tin thế giới, tin thể thao.